Hôm nay 15 tháng 11, dân số thế giới đạt mốc 8 tỷ người. Đây là một cột mốc quan trọng vừa là những thử thách nhưng cũng mở ra những tiềm năng cơ hội rất lớn. Đây là thông điệp của chính dịch truyền thông 8 tỷ người một thế giới với những tiềm năng vô hạn do quỹ dân số Liên hợp quốc tổ chức vào sáng nay. Mặc dù nhân loại đang phải đối mặt với vấn đề có thể ảnh hưởng nhiều thế hệ như là biến đổi khí hậu, xung đột COVID-19 gây ra những tác động không đồng đều tới những nhóm dân số yếu thế và dễ bị tổn thương. Cột mốc 8 tỷ người cũng là một câu chuyện về thành công khi tỷ lệ nghèo đói đã được giảm và lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cũng đã có những tiến bộ vượt bậc. Khi nghe con số 8 tỷ thì mọi người sẽ thấy là rất nhiều khi có quá nhiều thách thức, nhưng chúng ta phải đặt ra chất lượng con số 8 tỷ người cho thấy đây là thành tựu lớn lao của thế giới trong những năm qua trên phương diện xóa so đói giảm nghèo và y tế. Thông điệp của chúng tôi là 8 tỷ người, là 8 tỷ hy vọng, 8 tỷ ước mong. Theo báo cáo Triển vọng Dân số Thế giới của Liên Hợp Quốc, dự báo dân số thế giới sẽ đạt mức cao nhất khoảng 10,4 tỷ người vào năm 2080 và duy trì đến năm 2100. Với thông điệp, con người là giải pháp, không phải vấn đề, Cuộc thi vẽ Tôi và thế giới 8 tỷ người cũng đã được trao giải thưởng với các ý tưởng sáng tạo xây dựng thế giới 8 tỷ người tốt đẹp và vững mạnh hơn.